Được cát tinh chiếu rọi, ba con giáp sau đây sẽ được hưởng ba tốt, công danh tốt, tình duyên tốt, tài lộc tốt trong 35 ngày tới. Vâng, xin được chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị và các bạn thành công trong cuộc sống. Và quý anh chị thân mến, theo sách tử vi có ba con giáp được gọi tên dưới đây sẽ may mắn phát đạt, vận may cực vượng trong 35 ngày tới. Và bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với ba con giáp này. Con giáp thứ nhất đấy là con giáp tuổi Hợi. Theo tử vi 12 con giáp Hợi nhận được khá nhiều tin vui về đường công danh lẫn tình duyên. Trong công việc, những ý tưởng của bạn được cấp trên đánh giá cao, thành tựu đáng báo động khiến ai cũng phải ganh tị đỏ mắt. Còn trong chuyện tình duyên thì bạn được thần tình yêu nhắm trúng nên mọi sự hanh thông. Nữ tuổi Hợi đi đâu cũng được nhiều người tán tỉnh, có ý muốn tiến tới mối quan hệ lâu dài. Nam tuổi Hợi độc thân lâu năm bỗng dưng thoát ế trong nháy mắt. Bạn tìm được duyên lành như ý nên vận trình vô cùng suôn sẻ, đúng như bản thân mong muốn. Và con giáp thứ hai đấy là tuổi Dần. Trong 35 ngày sắp tới thì cuộc sống của con giáp này ngày càng khởi sắc, nhất là về cái vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng nể trọng. Những cái dự án lớn nhỏ trong công ty cấp trên đều giao phó hết cho bạn. Tuy nhiên thì tuổi Dần cũng nên thận trọng trong việc là phán đoán kẻo ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Bạn làm gì cũng đừng quá vội vàng, hấp tấp, đừng tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại ngang ngược. Thời điểm này cũng rất thích hợp để bạn thực hiện những cái điều mình mơ ước từ lâu. Đừng ngại khó khăn hay thử thách, chỉ cần cố gắng trên con đường thăng tiến sẽ vô cùng rộng mở. Chỉ cần cố gắng, con đường thăng tiến sẽ vô cùng rộng mở. Và con giáp thứ ba đấy là tuổi Mùi. Mùi là con giáp may mắn nhận được nhiều điều tốt đẹp trong 35 ngày tới. Trong công việc, bạn được cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp giúp sức. Vì vậy, khi khó khăn, bạn không cần phải chịu đựng một mình. Nhờ vào tài ngoại giao của bạn mà được nhiều người giúp đỡ, không kể công. Bán mệnh, ăn ở tốt nên làm chuyện gì cũng gặp nhiều thuận lợi. Trong chuyện tình duyên, bạn sẽ gặp được mối tình khắc cốt ghi tâm vô cùng hạnh phúc. Mối nhân duyên của bạn được ông trời an bài nên khá viên mãn. Sắp tới, cả hai sẽ có nhiều cái trải nghiệm thú vị hơn trong cuộc sống. Những người độc thân tuổi Mùi sẽ thoát khỏi những cái ngày nhàm chán, mệt mỏi trước đây. Nhờ vậy mà tinh thần làm việc của bạn tăng lên vượt bậc, khiến ai cũng phải bất ngờ. À, quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là ba con giáp được hưởng ba tốt nhờ cát tinh chiếu rọi. Đấy là công danh tốt, tình duyên tốt, tài lộc tốt trong 35 ngày tới. Và trong 35 ngày tới này, theo sách tử vi thì những con giáp này sẽ may mắn phát đạt, vận may cực vượng. Và chúng ta cũng đã biết được rằng đó là những con giáp nào và những con giáp này có thuộc vào chúng ta hay không. Tuy nhiên thì quý anh chị thân mến, không phải ai cũng thành công trở nên giàu có, công thành danh toại chỉ nhờ vào mặt bệnh của mình. Quá trình nỗ lực, kiên trì phấn đấu, nắm bắt cơ hội mới quyết định được việc con giáp này có đổi đời được hay không. Vì vậy mà những cái thông tin mà chúng tôi đưa ra ở đây cũng mang cái tính chất là tham khảo, chiêm nghiệm. Mong rằng với cái thông tin này sẽ giúp ích cho quý anh chị được rất nhiều trong cái việc mà chủ động đón lành, tránh dữ trong cuộc sống. Và xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.